Cây sắn là một trong 13 loại cây trồng chủ lực của Việt Nam, có kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trong sản lượng nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sau gạo và cà phê. Tuy nhiên, vùng nguyên liệu sắn đang đứng trước nguy cơ bị thu hẹp do các loại dịch bệnh, nhất là bệnh khảm lá sắn, làm ảnh hưởng lớn đến nguồn cung nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Diện tích cây sắn của cả nước hiện đang ổn định từ 500.000 đến 530.000 hecta. Sắn và các sản phẩm từ sắn đóng góp đáng kể trong giá trị các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Tính riêng 10 tháng năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt gần 2,6 triệu tấn, trị giá đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,7% về lượng và hơn 20% giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, bệnh khảm lá sắn gây hại ngày càng tăng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng các vùng nguyên liệu là thực trạng đáng lo ngại đối với ngành sắn Việt Nam. Riêng trong năm 2022, tính đến nay, bệnh khảm lá xuất hiện ở 19 tỉnh, diện tích nhiễm bệnh trên 70.000 hecta, tăng khoảng 2.000 hecta so với cùng kỳ năm trước.